Hello các bạn, các bạn hôm nay có khỏe không? Bên em thì hôm nay là đầu đầu tuần, tức là sáng thứ hai. Mọi chuyện thì rất là ổn, em thì cũng khỏe, nhưng mà cái tinh thần thì không có khỏe lắm. Thì có một cái tin vui thì cũng không vui, mà buồn thì không buồn, mà thực sự rất là lo lắng. Sau khi mà em đăng ký cái lấy hẹn để mà đi thử cái con dịch 19 này, thì chỗ trung tâm y tế đã gọi lại em, mới vừa nói chuyện thất thì mới vừa nói chuyện thất thì vừa cấp phone xong là em làm xong cái clip này đó, là thì họ đã cho em một cái hẹn để mà xét nghiệm COVID-19, đó là vào ngày mai. Thì bây giờ trước khi mà em nói về vấn đề thêm những vấn đề này, thì em sẽ cập nhật cho các bạn biết về tình hình COVID ca nhiễm ở Mỹ. Thì hiện tại bây giờ là con số nhiễm đã lên trên 2 triệu cả thế giới nha, 2.444.000 người rồi. Và riêng nước Mỹ thì đã có trên 771.000 người đã bị nhiễm, sắp sửa lên khoảng 800.000 người rồi. Chắc em nghĩ chừng ngày mai sẽ lên 800.000 người thôi. Thì riêng Cali của em là có khoảng 31 trên 31.000 người đã bị nhiễm, và cũng đã trên 1.000 người đã chết vì COVID. Thì cả nước Mỹ luôn hiện tại bây giờ đã có trên 41.000 người đã bị chết vì cái bệnh COVID này. Số chết phải nói là rất là cao, và có lẽ là sẽ tăng lên rất là nhiều nữa. Vì sao? Vì mọi người vẫn tiếp tục biểu tình. Hôm nay em coi cái trực tiếp của bên đài CNN thì quay mọi người biểu tình ở bên Pennsylvania rất là đông, mà có con nít, cả con nít nữa. Thì các bạn nghĩ xem cho em uống một xíu nước nha. Thì các bạn nghĩ xem, mình đi biểu tình, mình đem theo con cái, mình theo con nít để làm gì? Con nít đó là dễ bị dính nhất. Cái COVID này đó là thật sự ra đó là không tha cho người nào cả, kể cả bé mới sanh cho đến người già, ai cũng bị dính cả. Mà họ đi biểu tình mà họ không nghĩ tới con cháu của họ, mà họ cứ dẫn con nít mà đi ra theo biểu tình. Em thấy cái cảnh này rất là, phải nói là đáng thương và đáng lo cho những người đó. Và một cái nữa là họ biểu tình, họ đứng sát sát nhau, chứ không có giống như là ở bên nước Israel. Israel em thấy họ cũng biểu tình, nhưng mà họ biểu tình một cách rất là thông minh. Họ biểu tình, họ đứng mỗi người đánh cách xa là khoảng 2 mét. Họ vẫn tôn trọng cái luật mà social distance là cách 6 feet 2 mét. Thì các bạn có coi cái clip, không biết các bạn có coi clip đó chưa, họ biểu tình rất là thông minh. Họ cách khoảng 2 mét, chứ không như là người Mỹ, họ biểu tình mà họ đứng sát với nhau quá. Thì các bạn nghĩ coi, lỡ như mà trong một đó mà có một người mà bị nhiễm bệnh đi, thì nguyên khu biểu tình đó, cả đám người, cả hàng ngàn người biểu tình đó đều bị dướng hết. Và khi mà họ dướng thì họ về họ lây cho gia đình họ, mà gia đình họ sẽ lây cho những bạn bè, những người thân cận của họ mà họ không nghĩ đến, mà họ cứ mạo hiểm mà đi ra biểu tình đứng sát bên nhau vậy, mà không đeo khẩu trang nữa. Các bạn thấy không? Rất là thương. Không biết vì sao mà cái thấy nó, họ không có suy nghĩ tới cái server chút nào. Thôi mà em không có bàn tới nữa, vì ai cũng có một cái số mạng của mình, ai cũng phải có một ngày chết, ai cũng phải có một ngày sanh. Cho nên mình lo quá thì cũng vậy thôi. Bây giờ em lo cho chuyện gia đình của em trước cái đã. Thì ngày mai là cái ngày em đi xét nghiệm, đi thử COVID-19. Thực sự rất là lo lắng, không biết tối nay em có ngủ được hay không, nhưng cũng phải thử. Sợ rằng nếu như mà mình bị nhiễm thì cuộc đời sẽ như thế nào. Nhiều khi mình sống vì người ta quá, nhưng mà mình nghĩ lại, mình phải nên lo sức khỏe cho mình. Mấy đứa trước em, mỗi sáng em đều lặn lội đi Costco để mua những cái chai nước rửa tay,
để mình về chiếc ra để tặng cho những người thân, những người bạn bè, những người fan ở đây. Nhưng mà lỡ như mình một ngày nào đó em vướng bệnh thì sẽ như thế nào? Có ai hy sinh cho em không? Suy nghĩ lại thì tuy rằng cái lòng tốt thì tốt thiệt, nhưng mà có một cái ngu trong đó. Em hy vọng ngày mai sẽ là một ngày, nhưng mà thử xong rồi họ không cho mình biết kết quả liền đâu. Nếu như mà trong cái thư điện là email đó, họ email tớ, họ nói là mình tới đó thử trong vòng 3-4 ngày, nếu như mình bị dương âm, mình bị âm tính thì 3-4 ngày sau họ sẽ báo cho mình biết. Còn nếu như mình bị dương tính thì trong vòng 2 ngày tới 4 ngày thì bác sĩ sẽ gọi tới để khuyên mình làm như thế nào. Thì em mong rằng nếu mà lỡ như một mai em bị dướng thì các bạn hãy nhớ đến em nha. Nói thiệt chứ em sống em vì người ta nhiều lắm. Ai có hoàn cảnh tội nghiệp thì em thương, em không có nghĩ tới bản thân của em. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến lúc phải nghĩ tới bản thân của em rồi. Hy vọng em thử sẽ không bị gì cả. Mà lỡ như nếu có bị thì cái đó cũng là do số phận thôi. Em chỉ mong rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nếu như mình không bị, chắc có lẽ nếu mà bị thì sẽ lo lắng buồn lắm, tại vì không có ai bên cạnh. Em từ nhỏ đã thiếu đi cái tình cảm của mẹ và tình cảm của cha. Tuy rằng sống bên cạnh ba, nhưng mà ba lúc nào cũng phải lo đi làm để mà kiếm tiền nuôi dưỡng, cung cấp. Thì giống như em bây giờ vậy, em lo kiếm tiền để mà nuôi con em. Thì lỡ như mà có dính thì em mong rằng họ sống tốt. Cho em uống miếng nước nha. Thực sự em cũng không biết nói gì hơn. Em rất là cảm kích các bạn đã luôn yêu thương em, luôn lo lắng cho em. Thì em mong rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Có gì em sẽ báo cho các bạn biết cái kết quả nó như thế nào. Em thấy sức khỏe em lúc này cũng yếu lắm. Cái hơi thở thì cũng không có tốt lắm. Thì hy vọng rằng đừng có bị dính, cho mọi chuyện nó sẽ êm đẹp hơn. Thôi đừng nói tới những cái chuyện buồn nữa thì sẽ không có may lắm. Thì các bạn cũng biết mới, cái mùa dịch này rất là nhiều người bị nhiễm ở tại nước Mỹ. Nhưng mà em thấy, cảm giác em thấy con người chúng ta tuy rằng to xác như vậy, nhưng mà cái mạng sống nó rất là mỏng manh. Mình có nên tranh thủ để mình sống cho mình không, hay là mình phải sống vì người khác tiếp tục? Bởi vì thì em lúc nào quay phim cũng có người nhắn tin em cả. Nói chung là cái điện thoại em lúc nào cũng có người gọi, cũng người nhắn tin. Nghĩ tới những cái chuyện mà buồn đó thì muốn khóc. Cho nên em rất là cảm kích cái những cái tấm lòng của các bạn đã yêu thương em trong suốt thời gian qua. Thì em hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, không có bị gì cả. Tại con người chúng ta trước sau gì cũng phải ra đi. Mình sống là mình biết mình cũng phải có cái ngày chết, chứ không phải mình sống là mình biết là mình sẽ sống mãi. Không có ai mà tồn tại mãi cả. Nhất là thời buổi này có nhiều người mới sanh ra phải chết vì con cúm tàu này. Và có những bà mẹ mới vừa sanh con thì cũng đã chết vì cúm tàu này. Thì
Em cũng nghe nói là rất là nhiều người, nhất là bên bên Đức, à bên Ý, bên Ý, anh Ý hay bên Đức, ở bên Đức đang kiện Trung Quốc 130 tỷ để mà bồi thường cái sự thiệt hại của cống tàu. Như vậy nước Mỹ sẽ có kiện Trung Quốc hay không? Thôi bây giờ em nói tới cái chuyện chuyện vui đi, là cái tin vui đó là những trong những người mà trong trong quốc hội họ đang xin phép để mà ra ra được cái luật là mỗi tháng cấp cho mỗi người dân Mỹ trên 16 tuổi, ai làm dưới 130.000 một năm, hai vợ chồng thì làm dưới 260.000 năm, thì mỗi đầu người sẽ được 2.000 đô, hai vợ chồng thì sẽ được 4.000 đô, nếu như có con thì cộng thêm 500 đô nữa. Thì cái luật đó hy vọng sẽ thông qua cho mọi người khác họ cứ yên tâm yên lòng để mà có một cái động lực để mà đấu tranh, để mà cho đấu tranh tiếp để mà chống dịch. Còn cái tin vui thứ hai đó là họ cũng đang đấu tranh để mà xin miễn tiền nhà, thì tất cả dân không cần phải trả tiền nhà nữa trong vòng khi nào mà cho tới hết dịch, thì những cái tiền nhà đó đó sẽ được chính phủ lập ra một cái quỹ để mà trả riêng cho những con nợ, thì dân ai mướn nhà hay là chủ nhà thì sẽ không có cần phải trả tiền nhà nữa. Hy vọng cái luật đó sẽ thông ra thì mọi người sẽ ở nhà, yên tâm ở nhà, không cần phải ra đường để mà biểu tình kiếm tiền nữa. Họ 1.200 mà họ cho dân Mỹ đó thì không đủ để mà sống, cho nên họ mới ra đường biểu tình để mà đi làm lại cho cuộc sống tự do của họ. Nhưng mà họ không nghĩ tới cái hậu quả nó như thế nào, hậu quả là như thế nào khi mà mình bị nhiễm bệnh. Họ không nghĩ tới những người nằm trên cái chiếc máy, họ không nghĩ tới những cái xác mà không không được chôn cất, mà không được người thân viếng lúc giờ phút cuối, mà phải phải sắp chồng chồng với nhau để mà chờ đợi đi thiêu, hoặc là chôn một 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 tập thể như vậy, thì họ không nghĩ tới những chuyện đó. Thôi những cái chuyện rất là buồn, em không có muốn nói tới nữa. Thì em mong rằng các bạn hãy tiếp tục yêu mến em và hãy ủng hộ em, sẽ theo dõi em nha. Nếu như mà em lỡ như có dính bệnh dương thử thử ra dương tính thì em sẽ quay những cái clip cuối đời của em cho các bạn xem. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thì em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.